Quý vị và các bạn thân mến, những ngày này người dân thủ đô không cần phải đi xa cũng có thể đắm chìm vào thiên nhiên, hòa vào không gian nghệ thuật với nhiều hoạt động hấp dẫn trong không gian của Flamingo Lifestyle tại Hà Nội. Không gian Flamingo Lifestyle thể hiện tương đối đầy đủ từ góc nhìn trực quan về ý tưởng quy hoạch, kiến trúc công trình cho đến các không gian nghệ thuật sắp đặt thông qua các mô hình. Cùng với đó là việc sử dụng công nghệ 3D, hình ảnh, video clip và các tác phẩm mỹ thuật, người xem sẽ cảm nhận được vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên bốn mùa, vùng núi Hồ Đại Lải, những dự án nghệ thuật cộng đồng nhân văn và cuộc sống bình an, hạnh phúc của cư dân. Với chủ đề chạm tới tự nhiên, hòa cùng nghệ thuật, không gian ở đây biểu hiện sinh động phong cách sống nhưng đặc biệt chú trọng đến yếu tố nghệ thuật và tính nhân văn, đó là đưa thiên nhiên vào cuộc sống. Trong cuộc sống bình thường chúng ta không phải là chỉ có mỗi ăn ở nghỉ ngơi mà còn có rất nhiều các cái để chúng ta thưởng thức khác. Đó chính là cái mà mục tiêu mà công ty muốn đưa đến với tất cả mọi người để mọi người có thể cảm nhận rõ hơn về không gian sống ở Flamingo. Với không gian sáng tạo và nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc được tổ chức hàng tuần, Flamingo Lifestyle sẽ trở thành điểm gặp gỡ, giao lưu của không chỉ giới doanh nhân mà còn là kiến trúc sư, các văn nghệ sĩ và các nhà làm du lịch.